Dạ vâng ạ, em Thuận tư vấn bán hàng salon ô tô Tuấn Kiệt, địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội. Xin được kính chào toàn thể quý anh chị, quý nhà. Hôm nay thì em sẽ làm một cái mẫu báo giá nhanh về các mẫu xe mà bên em đang bày bán, chào bán, giao dịch đến quý anh chị, quý nhà. Mọi người yêu thích và có nhu cầu về chiếc xe nào, quan tâm chiếc xe nào thì để lại bình luận hoặc là nhấc máy liên hệ cho bên em theo số điện thoại ghi dưới màn hình nhé. Đầu tiên một chiếc xe tầm trung bình dân, rất là cá tính luôn, Honda Civic 2018 bản G nhé mọi người nhé. Đó, màu đỏ, lăn bánh 50.000 km, rất đẹp. Đấy, đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý nhà hàng với giá là 695 triệu đồng ạ. Một chiếc xe vượt mọi địa hình, Land Rover Discovery, sản xuất năm 2017, quý anh chị, quý nhà hàng nhá. Sản xuất năm 2017, màu đen, nội thất lâu, full size 7 chỗ, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, vượt mọi địa hình. Đó, chiếc xe này thì đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý nhà hàng với mức giá là 1 tỷ 999 triệu đồng cho một chiếc xe Discovery nhá, không sợ đụng hàng, mới lăn bánh có 40.000 km thôi. CLA 200. Đấy, 2015 ạ, màu đỏ, nội thất đen, ghế body thể thao. Đấy, body ngoài cá tính rất là đẹp luôn. Lăn bánh 70.000 km, giá 780 triệu đồng. Một cặp luôn ạ, một cặp Porsche Macan. Một cặp Porsche Macan khai sinh và sản xuất là năm 2015 nhá mọi người nhá. 2015. Nhưng mà cái body hiện tại thì mọi người sẽ không nghĩ đây là một chiếc xe 2015 đâu. Đã được up full body, ngoại thất toàn bộ trước sau hông và toàn bộ la răng của Macan Modern 2020 nhá. Rất đẹp luôn, hai chiếc màu trắng bên ngoài giống hệt nhau, không khác gì nhau cả. Đó, trang bị cửa lóc toàn cảnh luôn nhá. Đấy, bên trong thì chiếc này là chiếc 114 này, chiếc biển 114 này là nội thất màu lâu nhá. Nội thất màu lâu. Đó. Và có ghế da trơn pha với da nộn. Đó, đang được bán và giao dịch đến quý anh chị, quý nhà hàng với mức giá là 2 tỷ 680 triệu đồng. Còn chiếc 93928 này, bên trong là nội thất màu đen. Đấy, nội thất màu đen và được trang bị hai ghế điện nhá, hơn chiếc kia. Hai ghế điện. Đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý khách hàng với mức giá là 2 tỷ 580 triệu đồng. Chiếc này chạy 58.000 km, còn chiếc kia là 61.000 km nhá. V-Class lên full body ngoại thất và full nội thất của V250D Maybach. Đó, rất tuyệt vời luôn. Model của 2016, lăn bánh 50.000. Đấy, lăn bánh 50.000. Và hiện tại đang bán đến quý anh chị, quý khách hàng với mức giá là 1 tỷ 860 triệu đồng. Chiếc xe này rất đặc biệt đối với loại phần nội thất bên trong nhá, là toàn bộ ghế của Maybach có sấy sưởi làm mát và massage. Ngoài ra thì có màn hệ hình TV của Apple nhá. Màn hình TV của Apple ngăn đôi, rất là tuyệt vời luôn, xe hai khoang. Lexus LS 500h Hybrid siêu sang đến từ thương hiệu Lexus. Màu xanh, nội thất nâu khâu tay tự nhiên. Lăn bánh hơn 30.000 km. Đấy, biển Hà Nội rất đẹp luôn. Đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý nhà hàng với mức giá 5 tỷ rưỡi nhá. Xe sản xuất cuối 17, đăng ký 2018. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Mềm mệt, không bao giờ sợ đụng hàng khi chiếc xe này ra ngoài. Và đây là một chiếc BMW 7 Series 730 Li sản xuất năm 2011. Lăn bánh 50.000 km. Đang bán và giao dịch đến quý anh chị, quý nhà hàng với mức giá 1 tỷ 130 triệu đồng nhá. Ngoài ra thì bên em có Lexus LX 570 2017 nhá. Đấy, lăn bánh 58.000 km. Đấy, đang bán và giao dịch thì quý anh chị, quý hàng giá 6 tỷ 790 triệu đồng cho chiếc xe màu đen lâu nhá. Đẹp chứ, tuyệt vời luôn. Đó. Hoặc là ví dụ như là vẫn còn Porsche 911 Carrera S 10,5 tỷ đồng. Đó. Rất nhiều. Đấy, thì quý anh chị, quý nhà hàng quan tâm về mẫu xe nào thì để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 0912669955 gặp anh Tuấn, hoặc là qua trực tiếp salon ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, cầu Giấy, Hà Nội gặp em Thuận để giao dịch cho chiếc xe đó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.